Hi, xin chào mọi bạn trở lại với channel mình. Và tiếp theo về dòng series Camera Gaiam thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về Face Ryugen và Budo Loxit nha. Thì đây, tiếp theo về phần Face thì ở đây chúng ta có thể thấy được mặt của Camera Ryugen. Đây. Đó, và những chi tiết một màu xanh lá. Thì nó cũng sẽ có một cái lẫy ở trong đây để kết hợp cái âm của driver. Ở đây chúng ta có một viền sơn bạc luôn nha, cũng giống như các phay này. Đấy. Và chúng ta có 3 phay thì mình sẽ đỡ cho các bạn nhìn nha. Rồi. Thì đây chính là Budo Loxit. Thì ở đây thì các bạn thấy thì cái lock này nó có một màu tím ha, một màu tím mộng mơ. Thì đây chúng ta có thể thấy là những trái nho. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái. Đấy, và trên đây là cái cuốn của trái nho được màu sơn một màu tím metallic. Và có số của Loxit đây, thì có những chi tiết luôn. Một màu sơn bạc. Ở mặt sau thì nó cũng giống như các lock khác thôi. Và khác ở chỗ nữa là cái nút bấm. Thì ở đây các bạn thấy nè, mình sẽ chọn. Nó hơi bị mờ ở đây. Thì các bạn có thể thấy ở trên cái nút đầu tiên, các bạn có thấy là số 1 không? Tiếp theo là số 2 nè. Và tiếp theo nữa là số 3. Và hai cái nút dưới đây là không bấm được nha, chỉ có nút trên cùng mới là bấm được thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật công tắc này lên. Wow, bật công tắc lên là giống như là nhạc của cổ trang của Trung Quốc á các bạn. Có nhạc kiểu đó. Rồi, mình sẽ bật lóng xí lên luôn. Rồi, thì nó vẫn cũng sẽ có cái chế độ chơi trò chơi. Bây giờ này mình cũng khá là may mắn khi mình test được cái âm U-Loss. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kết hợp với driver. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ gắn cái mặt face này vô. Ây da. Hey. Thì nó sẽ không có âm common giống như face của Baron nữa. Thì mỗi face nó sẽ có mỗi âm khác nhau mà. Rồi. Ok, để chơi chiêu thì mình sẽ để xuống. Và vũ khí của Camera Ryugen thì chính là cái súng này các bạn. Và tiếp theo. Đó. Và theo mình thấy thì cái âm này, cái âm nhạc chơi nó cũng rất là hay luôn các bạn. Mình sẽ cho các bạn nghe lại nhạc chơi của âm Hayes nha. Nó chúng ta thấy một cái nhạc chơi đàn kiểu khá là sôi động mà hay luôn.
Ủa gì vậy cha? Cái gì vậy cha? Trời ơi. Fail fail fail. Đã hay chinh nên bây giờ ra kêu. Rồi à. Cơ mà không sao. Thì mình sẽ test với những cái lock khác luôn. Rồi. Mình sẽ test với lock cam trước. Thì nói chung là cái âm của lock cam này thì ổng đem đi trong cái ở trong cái phase nào thì nó cũng rất là phù hợp luôn. Sẽ gắn phay Baron vô và test với lock này. Rồi. Ok thì mình sẽ kết hợp cái âm mở lại này, nó sẽ cho âm như thế này nha. Budo chat. Đó là nó có âm của âm bắn. Budo power. Cái âm nó khá là bắt tai nha. Và mình sẽ test cái âm lock banana luôn, bởi vì video trước thì mình chưa có test. Đây. Ok, và lock trong lock. Và tới đến bây giờ thì chúng ta đã có được 4 lock, một holder và 3 face và một screwdriver. Thì cũng khá là như đây thì chơi cũng khá là vui, khá là ổn rồi đó các bạn. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu như các bạn thích video hãy cho mình một like và một subscribe kênh để ủng hộ cho channel của mình nha. Ok, và bye bye các bạn à. Và hẹn gặp lại bạn những video sau. Bye bye.